Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp bàn các nội dung chuẩn bị cho chương trình nổi vòng tay nhân ái Xuân Ất Tỵ 2025 cùng các sở ban ngành liên quan. Đồng chí Đào Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc họp. Chương trình nối vòng tay nhân ái Xuân Ất Tỵ 2025 sẽ được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2024 và kết thúc vào ngày 25 tháng 1 năm 2025. Trong đó, phấn đấu vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh 20.000 suất quà để trao tặng cho các gia đình nghèo và cận nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một số cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện để vui Tết đón xuân. Trị giá suất quà đối với cấp tỉnh thấp nhất từ 500.000 đồng mỗi suất, cấp huyện, cơ sở thấp nhất từ 300.000 đồng mỗi suất. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tham gia phối hợp tích cực, hiệu quả của các cơ quan ban ngành trong thực hiện chương trình nối vòng tay nhân ái thời gian qua. Tiếp thu tất cả các ý kiến tham gia trong phiên họp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ ban hành kế hoạch sớm để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thực hiện chương trình. Về công tác vận động sẽ có sự phân công rõ ràng, tránh sự chồng chéo, phiền hà đến các đơn vị cá nhân trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, chương trình truyền hình trực tiếp nối vòng tay nhân ái Xuân Ất Tỵ 2025 sẽ được thực hiện tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, dự kiến vào đầu tháng 1 năm 2025. Để thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp nối vòng tay nhân ái, đồng chí Đào Mạnh Hùng đề nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các bên liên quan để chương trình tạo hiệu ứng xã hội, vận động được nhiều nguồn lực hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.